Thưa quý vị và các bạn, Cảnh sát 113 Công an Đồng Nai hay còn gọi là lực lượng phản ứng nhanh, hằng ngày luôn phải đối mặt trực tiếp với các đối tượng gây rối, đánh nhau, phê thuốc, bất chấp pháp luật và sẵn sàng chống trả người thi hành công vụ. Dù thế, cán bộ chiến sĩ Cảnh sát 113 vẫn luôn bám trụ, toàn tâm vượt qua mọi nguy hiểm, khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ, đem lại sự bình yên cho mọi người, mọi nhà. Điển hình như Thiếu tá Nguyễn Tấn Hùng, Tổ trưởng Tổ 113 là một trong những người chiến sĩ công an như thế. Alo, tại công ty Nghĩa Kỳ, thuộc khu phố 8, phường Long Bình xảy ra đánh nhau hả? Rồi, ok, tới hiện trường. Chỉ cần một cuộc gọi của người dân phản ánh về tình trạng đánh nhau gây rối trật tự công cộng, là Thiếu tá Nguyễn Tấn Hùng, Tổ trưởng Tổ Cảnh sát 113, lại cùng anh em trong tổ trực cấp tốc lao đi để đến hiện trường xử lý vụ việc. Đúng như tên gọi, phản ứng nhanh, dù biết trước mắt là bao nhiêu hiểm nguy khó khăn, nhưng với cán bộ chiến sĩ Cảnh sát 113 Công an Đồng Nai vẫn luôn có mặt xử lý kịp thời nhằm đảm bảo sự bình yên cho nhân dân là nhiệm vụ quan trọng và hàng đầu. Và trong thời gian trực 24 tiếng đó thì lực lượng Cảnh sát 113 lúc nào cũng phải ở trong tư thế là sẵn sàng chiến đấu. Khi mà nghe thông tin của người dân, quần chúng nhân dân gọi tới số máy Cảnh sát 113, có nghĩa là người ta đang yêu cầu Cảnh sát 113 giúp đỡ người ta, thì lúc đó lực lượng Cảnh sát 113 phải nhanh chóng có mặt ở hiện trường và xử lý vụ việc và đem lại cái niềm vui cho người dân. Có thể nói Cảnh sát 113 hầu như ngày nào cũng nhận hàng chục tin báo và giải quyết hàng chục vụ vi phạm về tình hình gây rối trật tự công cộng, đánh nhau, va chạm giao thông, tụ tập đua xe trái phép hay đến những bất hòa của những người trong gia đình và hàng xóm. Mặc dù địa bàn rộng, quãng đường di chuyển xa, nhưng Thiếu tá Hùng luôn cùng anh em nhanh chóng có mặt kịp thời để xử lý và giải quyết vụ việc. Khi mà lực lượng Cảnh sát 113 mà giúp được một người dân nào đó mà người ta yêu cầu Cảnh sát 113 giúp đỡ, thì khi mà mình làm xong một cái nhiệm vụ đó thì mình cảm thấy rất là vui vẻ. Tuy là sự việc là nó hơi nguy hiểm và nó cũng rất là mệt mỏi, nhưng mà sau khi vụ việc xảy ra thì từng cán bộ chiến sĩ 13 nói chung và bản thân tôi nói riêng lúc nào cũng cảm thấy rất là vui. Vui trong lòng, người dân người ta vui thì mình đây cũng là được vui lây. Không những thế, trong mỗi ca trực, lúc đầu tuần tra trên tuyến đường được phân công, đồng chí Hùng cũng như cán bộ chiến sĩ trong tổ luôn biết cách mềm mỏng xử lý những người dân vi phạm về an toàn giao thông bằng hình thức nhắc nhở và tuyên truyền, giúp cho người dân hiểu và tuân thủ pháp luật. Em mới trong quán ăn ra nên em quên đội để mấy anh nhắc nhở, cảm ơn mấy anh. Thì qua sự nhắc nhở thì mình cảm thấy như thế nào? Giữa người dân và mấy đồng chí công an với gần gũi nhau hơn. Tại em vừa đi câu cá xong rồi em ra hai anh em nói chuyện, em quên không kịp đội nó nguy hiểm, công an lại nhắc nhở. Thì qua cái hay vậy thì mình cảm thấy như thế nào? Dạ thì em cảm thấy là đúng. Cảnh sát 113 gần gũi với người dân hơn. Từ đầu năm cho đến nay, Cảnh sát 113 Công an Đồng Nai đã tiếp nhận trên 1.100 tin về các vụ việc liên quan đến tình hình an ninh trật tự, trong đó chủ yếu là chuyển ca địa phương. Qua đó bắt giữ 112 đối tượng, thu giữ dao các loại, tiếp sắt, điện thoại, xe mô tô, ô tô các đối tượng vi phạm. Ngoài ra, các trường hợp tụ tập gây rối trật tự công cộng, đánh nhau, đòi nợ thuê hoặc tranh giành bảo kê các nhà hàng, quán ăn đều được lực lượng 113 kịp thời ngăn chặn. Trong thời gian vừa qua thì lực lượng Cảnh sát 113 đã can thiệp rất là nhiều, bắt nhiều đối tượng phạm tội, trong đó có những đối tượng rất là nguy hiểm. Do đó thì đòi hỏi là lực lượng Cảnh sát 113 phải nhanh nhẹn, khỏe. Thì đồng chí Hùng là một trong những cán bộ có năng lực và không ngại khó ngại khổ, luôn luôn đi đầu. Khi nghe những cái vụ việc phức tạp về an ninh trật tự, đồng chí là cái người đã xông xáo, do vậy đã bắt được rất là nhiều đối tượng mà thu được nhiều hung khí nguy hiểm. Với tinh thần trách nhiệm của mình, cán bộ chiến sĩ đội Cảnh sát 113 Công an Đồng Nai nói chung và Thiếu tá Nguyễn Tấn Hùng nói riêng đã tô thắm thêm hình ảnh người công an trong mắt người dân, đồng thời xây thêm viên gạch niềm tin, một chỗ dựa vững chắc cho nhân dân, cho các đơn vị nghiệp vụ và doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh.